mà tôi bảo nhá, không được chịu đâu đấy, có bây giờ là có tiền là phải giải đấy. Sao người ta không ấy thì uống rượu xong mình uống lên thì bảo thôi chịu lại được ít tiền với những khác thì bây giờ chú bảo này, bây giờ chú thì tiền thì còn nhưng mà chú đang muốn tính cái việc của chú thì cái tiền của cháu thì để cái dư lại cho chú được cùng thời gian không? Dạ vâng, 1-2 tháng sau chú gửi cháu được mà không vấn đề gì cả. Tiền thì chú vẫn còn nhưng mà chú đang tính việc của chú nữa. Rồi bây giờ chỗ anh em bạn bè của Hào đây thì nó chú cháu mình nó đơn giản thôi mà, 1-2 tháng sau đưa cháu được bằng cái đẻ mà cháu có thể nói thì anh em phải. Đang cùi những sơn rơi xuống đây sạch sẽ đi, cái gì nữa? Cùi làm gì vậy? Kệ vạch được cái gì? Có gì đâu mà. Để sao nhà cửa nó sạch sẽ thì cho nó sạch sẽ để bảo vệ cũng được. Mà tôi bảo này, bây giờ sơn sửa xong rồi nhá, đi kiếm tiền mà lo mà về mà giả nợ ở dần đi. Bây giờ thì nhà cửa lấy ra làm xong rồi đấy. Nhà vừa cái làm xong đẹp chứ mày, mày đi bảo vẫn đi làm. Ô làm thì đẹp nghỉ ngơi mấy hôm nữa sao đấy? Đấy, đấy vừa cái làm vậy. Xong rồi đi làm. Thì đi bảo vậy xong xuôi rồi thì chuẩn bị đi làm kiếm tiền về trả nợ cần gì nào thì mới nghỉ ngơi mấy đứa đi giờ ở nhà từ lâu lắm rồi, từ Tết đến giờ rồi mấy không hôm qua giả mấy ông tiền mấy ông cờ xây đấy cái gì qua giả tiền chưa? Tiền nợ anh cầm anh giữ thì tôi có tiền đâu mà giả, anh còn lúc nào anh bảo anh lấy 20 triệu đúng không? Còn trong túi thì nhớ lúc nào xong qua mải uống rượu sai thì đâu về nào tôi có biết đâu. Thế anh cứ đưa cho đâu mà đi giả thì cái đấy anh phải giả chứ. Mẹ con giả rồi. Mẹ con thì lâu có tiền giả. Tiền mình giữ trong tay để đòi người ta giả làm sao? Mà tôi bảo nhá, không được chịu đâu đấy, có bây giờ là có tiền là phải giải đấy. Sao người ta không ấy thì uống rượu xong. Mình uống lên thì bảo thôi chịu lại được ít tiền với những khác đi. Không, mà biết người ta lên không, hôm qua uống rượu không vui gửi luôn thì người ta đi người ta làm. Qua uống rượu say rồi. À lên đây, lên đây. Cháu đây à? Cháu, chú. Chú nói chú nó lên đây rồi. Ở nhà uống nước cháu rồi. Dạ vâng, chú nay ở nhà chú. Ừ. Chú xem anh em có chú nghiệp không tìm xem đẹp chưa? Ừ, qua anh em cháu làm xong. Qua làm xong mà chú không có nhà nên là chưa bàn giao chú được. Còn nay chú ở nhà cháu cháu lên bàn giao chỉnh cho cô chú. Đấy, bây giờ chú đi uống rượu giết và chú say thì chú đi ba, tiền chú cần đi cháu này chú biết không? Thì hôm nay cháu lên bàn giao cô chú xem là nhà. Bàn giao trên người gạch xây cho tôi, còn cái sơn này là chú không làm. Dạ, vâng.
nhưng mà chú đi công trình nhiều rồi nhưng mà không thấy sơn vào, đây là nó bóng cái này này, chưa còn sơn không có bóng được nhà không? Vâng vâng. Đây chú ra xem đầu nhà đây có ưng không? Đầu nhà anh em chúng cháu là làm theo mẫu này. Đấy những vàng thì cháu tiễn những vàng vào phù điêu. Còn tường thì trắng sứ. Cái này là sơn ngoại thất này nó chịu mưa nắng lâu lắm rồi chú này. Em đi làm kiểu thì biết đi nào thì cứ nói với chú đi, có anh em xong rồi. Anh đi làm ở đâu? Bên chiến lược đi làm ở bên sơn rồi. Muốn người muốn gạch mà. Đây chú xuống kiểm tra luôn cái bếp chưa chú? Xong xuôi bếp rồi. Có, kiểm tra đi rồi. Anh khai xuống đi. Kiểm tra như nào xong xuôi để anh em bàn giao xong nhau. Có lúc này muốn người đi làm thôi. Không màu chú ạ, không màu này, không bao giờ ngấm nước vào được đâu. Đẹp lắm, bóng. Cái này là tường mới, tường mới đẹp đúng không? Đây cô làm nhà đi bảo nhà năm vợ năm bữa ngày mai đầu mai đi làm tường mới đẹp. Tiền được còn nhưng mà anh tính về quay không? Bây giờ nhưng anh đã nói hứa với nó rồi ra lên nên nó anh bảo giả rồi mẹ con thì tôi giờ hào với mẹ bạn thấy anh nói vậy mất uy tín với chứ con cái anh ảnh hưởng gì rồi. Tự dưng tiền không tính về quay anh không bây giờ còn sau nào thì mình cứ nói lại được cái gì? Không bây giờ anh trước khi anh đến đây anh bảo là anh có anh giả hết mọi tí mà tiền anh có anh chịu lại để tiền sơn cứ giả hết tiền đi thôi. Mà không đi vào, đi vào lấy tiền. Nhưng mấy đứa đi làm lấy tiền đâu đi làm. Không biết, bây giờ cứ giải đã nói xong nói làm đàn ông nói thì giữ lời nên ở bờ nói xong rồi làm con cái mất mặt nhiều chuyện anh đã làm ra cái gì rồi. Còn cái chuyện này anh không làm được nốt nữa thôi. Thì cứ bảo chú cho nợ thôi. Không. Đó bây giờ tôi ấy bảo chú không bảo tiền để tạm chứ còn bây giờ anh có tiền anh cứ giải cho còn mấy đứa lo sau. Tôi thì có thì giả luôn cháu được mà không thì cứ giải cho chú đi làm. Thôi cô nói vậy chú gửi luôn cho cháu có này chú đi chú mới còn tiền đây nhưng mà mấy đứa chú đi làm thì chú không
muốn có những tiền của chú đi làm cái đấy mà chắc ăn mà bây giờ cô nói vậy thì thôi chú gửi luôn cháu là cháu xin. Tức là cảm ơn cô chú là đã tin tưởng anh em chúng cháu làm xong căn nhà chú là chúng cháu cũng thấy thành quả lao động là cũng tuyệt vời rồi. Đấy thì cũng chúc cô chú sau này là sức khỏe thành đạt với vợ và các em đấy là ok đấy. Ừ, chú cảm ơn. Dạ vâng ạ. Em lúc bây giờ là cô đúng rồi thì cô thì nào là cũng nhờ nhưng mà cái tiền này là cô là chú có tiền thì bảo tôi làm để các cháu mình nó làm tính sau để làm gì có các cháu ở xa xôi đến đây nó làm xong ai muốn làm xong thì có công án còn bây giờ sơn như vậy cô muốn có tiền không giả nên chú sẽ làm xong mà không hành đấy qua nó về nó nhìn sáng nay bảo các anh đến rồi chú bảo anh là bảo con nghe đẹp theo ưng ý chưa bảo là con nghe ưng nước sơn này đẹp con đi nhiều nhà rồi mà con thấy anh làm cẩn thận đẹp nó bảo phải bảo anh lên thì cho con gửi lời chào các anh ấy nhắn nó lên thì anh em chúng cháu làm cũng hết lương tâm của người thợ chứ không làm chảy mảng được. Chỗ anh em bạn bè thì cháu cũng giúp đỡ em đã một ít công. Đấy, nói thẳng cô chú vậy thôi thì cũng bước đầu anh em làm việc với nhau sau này có thể cùng nhau cái trong giúp được chú ý công thì cũng xin chú cảm ơn nhé. Bây giờ cô thì cũng bảo là nếu các cháu làm xong rồi nhưng mà một ngày hai ngày xong bắt đầu đi làm còn bây giờ Khánh nó đi làm rồi hôm nào anh em có gì Khánh nên làm hôm nào rồi tối cô phải lên đây chơi uống nước nhé cháu nhé. Tôi em cái đi chỉ tham của anh em người đến bận rồi. Vâng, cháu xin phép cô chú nhé. Vâng, cháu về nhé. Đây, đang sơn đường chân tay. Đây, chân tay cháu đây đang bẩn nguyên sơn không này. Thôi, cháu về nhé. Cô chú nghỉ nhé. Và bảo Khánh lên đây, lên cô chú bảo Khánh lên đây nhé. Thì bảo lên chơi cháu nhé. Vâng, hôm nay anh em về nhé.